Tôi gõ. Gõ với đít đó, anh gõ. À mà có cái muỗng gì anh gõ đít cũng được. Hôm bữa là đây nè. Hôm bữa là con bên Thảo nó chưa cô nó lật cái đít lên, nó dạy nó chỉ người ta là lật cái đít. Gõ cái nó sôi lên cái nó đặt lại luôn hà. Đặt chưa? Đặt gì mà đặt? Rồi, chào ông bà mời luôn á. Gì vậy? Tết thở lâu rồi. Mở cắm nữa. Bò nướng. Ủa để nãy giờ mà không chào luôn á hả? Tôm hấp nước dừa. Tôm hấp nước lạnh nước dừa. Dừa đó. Dạ. Mua sao hả? Cóc. Chú Hiếu à? Không. Cốc thì trên cốc chai cũng hút luôn. Do anh với ai? Dạ không hút à anh. Ừ. Dạ cũng không hút luôn nè. Do anh với ai? Do à. Đã không hút đã không? Không hút gì. Hút dễ. Dễ à. Ok. Thôi. Chính rồi đó, ăn đi để nó teo. Ủa để nó khô queo khô khóc luôn á. Tôi lựa mấy miếng sống sống vô ăn. Đâu miếng nào sống thôi mày lựa mày gắp rồi. Đó. Ở bên đây là nó sống sống nè. Còn bên đây là ăn đi. Của trong dĩa để ra nè. À, thịt bò xích qua bên kia coi mày ngon. Nè là anh miếng này còn sống nè, mày ăn thịt sống không này nè. Trời ơi. Dạ mày ăn chín hả? Chín bái mới ngọt. Không mấy cái này ăn mới đã nè. Cái chín đất. Chín bên đây nè. Chín bên đây nè, mày ăn thịt sống bên kia thử miếng coi nó ngọt không. Ừ, mà cũng vàng hết rồi á, cứ sống à. Ừ. Không ăn thịt để vừa ăn thân nó khô. Thằng con mỏ ăn kẹo mỏ vậy thật. Ăn đi rồi nướng luôn, không chịu mình nướng xong mình để lên cái nữa. Xe hư nữa mời xuống nữa. Quá mẹ nó từ xe lái nó mình hư luôn. Vậy vậy chị dán mà vừa qua vừa về lấy mẹ làm cho ăn rồi bây giờ có mẹ ăn được không? Chị gắp lại quê ai hả? Quê Thịnh dán ai hả? Cả tên Hiếu cả lát cho tên Du Hiếu dùm về đi vô gãy gãy châm chọc rồi đó dọn nhà bên đó nha. Ủa cắt tên nó làm vậy gắn thẻ đó ông nào. Thế giờ còn lấy rồi hả? Cái ghép nó nặng. Tô này tô gì Hiếu? Đây là tô nước để nhúng bò vô. Để nướng. Ăn cái thôi. Giờ bẻ cua rồi. Ăn. Tô này có gì với vậy? Đây là tiêu, nước mắm. Thực là biết lâu và bột ngọt. Trước giờ cũng nghe tin rồi. Có chanh nước gì không? Không. Mấy bữa nó bị nặng quá. Ủa tao làm sao biết? Vào là biết rồi. Tôi vào là biết rồi với pha chút nước. Không có nước à, không có pha nước à. Pha nước đó gì, pha nước gì kỳ vậy? Pha gì? Pha nước mắm nè, cho nhúng bò. Nước nhúng bò để nướng à. Mà nó đâu pha đâu, mà nó nói gì như nó pha luôn á. Vô anh Trọng ơi. Bây giờ lỡ hoài vậy. Đã. Trời ơi, thấy cái mỏ nó dày sọc con năng con kè ông nội ơi. Dạ. Mày gấp miếng bò nó còn sống hay gì à? Hiếu nó máu không kìa. Không ăn gì mới ngon. Hả? Cái bụng nó của em được 50 triệu à. Gần ông chuyện hả? Dạ hả? Ông chưa gửi bạc đạn cho mình đó. Đó, nó máu luôn kìa. Vậy ăn mới ngọt phải không? Chưa. Có hai để Tháo có à? Có. Thầy mày làm gì sụ hai lỗ tay sướng mà mày nhắn điện thoại rồi vậy? Bỏ thôi hình như mới nợ ông có còn mười mấy triệu nhiêu bỏ không giờ chuyển rồi. Hôm nay ba con nó chắc lượng luôn. Mấy lần đi chơi. Cũng không chục lại rồi. Thôi đi làm à. Nè mới gửi. Ê bà có nào khác. Ừ hay quá rồi. Sớm đi mua á. Mới gửi. Mới có hàng. Bữa nay nè. Anh nói anh nhận. Nhận cái cua ta. Vậy hỏi mà này gì hiếu này chấm gì nữa giờ không chấm chân mày chấm chấm mười ớt không ớt ớt xanh không tao nặng quyết cái chim hả. Đang quay. Đang quay. Gấp gà đi đứa khác ông nội ơi. Khô queo khô khóc kìa. Vậy ra, vậy ra. Từ từ nướng đi. Vậy ra. Chín quá trời luôn rồi. Cái này chín dữ lắm chín nè. Vậy ông này nè cho nó này chưa chín nè. Có độ nóng. Khánh kêu lãnh nguyên con đi mà cứu lại bồ đề mà anh không có làm gì được. Bồ đề tính bồ đề. Giờ bán ngân tháng được 300 không? Ăn mồi mà nặng nhau. Làm được. Không được. Tháng 30 tháng 30 không thấy được. Bác chào đi bác. Bác em có thằng kia lấy bạc đạn nhiều thôi. Thằng kia lấy nó bán lại. Thơm lắm. Cái như nếu mà thằng nào thơm rất ngon anh chào. Con
mấy người kia lấy 10 cái, 5 cái, 2 cái, 3 cái gì hết. Nào nó lấy ra lợi mà nó trả tiền liền, nó mình bán nó 1 cái, mình lấy 1 ngàn, nó đi bán. Nó thiếu không á? Ủa sao mày không mua ốc ba không đó? Thế 10 triệu. Tao lạc lấy liền tiền. Mấy rồi, chuyển chưa? Để ngồi 1 triệu. Dạ. Ốc nó trừ vô ạ. Ốc hả? Ừ, ốc. Nuôi ốc mà quá trời luôn. Thằng ông này bán quá trời nè. Bữa nào chị cái thịt nuôi ra Thịnh? Bữa nào chị cái thịt nuôi rồi? Đi đâu rồi trời ơi? Đẹp mà đẹp đi xe đâu hả? Chở hàng cho ông Thu Mãn. Tắt đi má ơi. Rồi nó. Ăn đi anh Quyết. Chó hủ rồi. Các bạn ăn ăn tôm con. Tôm không? Vô. 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 Đang rồi. Cũng đang ngồi ở nè. Này ăn hết cái bữa ra Vũng Tàu uống chai bia này 30 ngàn. Nhiều chai 30 hả? Tưởng nó 90 không. Trời trời, nhìn cái bill cái. Chạy anh Quyến ngồi khổ chạy xả với anh Quyến. Rồi. Nghe khỏi. Nghe quá. Nó đâu vậy là gió quạt nè.